Tuổi 60-70 bớt cà chua đi sống mới thọ, lời khuyên dưỡng sinh chí lý chí tình, mỗi ngày đều dưỡng thân tâm trí, cả đời viên mãn không bệnh. Quý vị thân mến, vì sao sau 60 tuổi lại không nên ăn cà chua? Lời khuyên của bác sĩ, nếu muốn sống lâu, cần ăn ít 5 loại rau này. Người xưa có câu bệnh từ miệng bệnh vào, do đó, tầm quan trọng của chế độ ăn uống đối với sức khỏe là không cần bàn cãi. Khi còn trẻ, cơ thể chúng ta có thể chịu được nhiều loại thực phẩm kích thích, nhưng khi tuổi tác tăng lên, khả năng tự phục hồi của cơ thể giảm đi, nhiều thực phẩm mình từng ưa thích nay lại có thể trở thành nguy cơ sức khỏe. Vậy sự thật là gì? Hãy cùng Bờ Tỉnh Thức khám phá ngay bây giờ. Bà Dương bình thường không thích đồ ngọt, cũng không thích ăn vặt. Món ăn yêu thích nhất của bà là cà chua. Dù là cà chua to hay cà chua nhỏ, bà nhìn thấy là sẽ mua vài quả về nhà. Sau khi nghỉ hưu không có việc gì làm, bà coi cà chua nhỏ là đồ ăn vặt khi xem tivi. Tuy nhiên, một ngày nọ, sau khi ăn nhiều cà chua bi, bà đi ngủ. Khi chưa ngủ trưa xong, bà cảm thấy dạ dày rất khó chịu, chưa kịp vào nhà vệ sinh đã nôn ra. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cho biết người sau 60 tuổi nên ăn ít cà chua hơn. Điều này khiến bà Dương khó hiểu tại sao sau 60 tuổi lại không nên ăn cà chua. 1. Cà chua của thế giới thực vật, lợi ích của cà chua. Cà chua có màu đỏ tươi chủ yếu là do chứa nhiều lycopene. Chất này không chỉ mang lại màu sắc tươi sáng cho cà chua mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Lycopene là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, từ đó làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Không chỉ vậy, lycopene còn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, có hiệu quả rõ rệt trong việc phòng ngừa ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến. Ăn cà chua thường xuyên còn cải thiện tình trạng da, cải thiện thị lực và thúc đẩy sức khỏe xương. Ngoài lycopene, cà chua còn chứa nhiều chất có lợi khác cho sức khỏe. Cà chua chứa nhiều vitamin C và vitamin E, hai chất này giúp bảo vệ da, ngăn ngừa bệnh về da. Ăn cà chua vừa phải còn giúp làm chậm lão hóa, giảm tàn nhang và vết thâm trên da. Vitamin C trong cà chua còn giúp hạ huyết áp và mức cholesterol. Cà chua cũng chứa chất chống kết tụ tiểu cầu, chất này được gọi là P3, nó ảnh hưởng đến chức năng của tiểu cầu, giúp giảm sự kết tụ của tiểu cầu. Ăn cà chua hàng ngày giúp giảm hình thành huyết khối, ngăn ngừa xơ giữa động mạch và bệnh mạch vành. Cà chua có vị chua ngọt, chủ yếu là do chứa một số axit hữu cơ. Chất này giúp tăng cảm giác thèm ăn, kích thích tiết dịch vị, giúp tiêu hóa mỡ và protein. Chính vì cà chua có màu sắc đặc biệt và giàu dưỡng chất, nên nó được gọi là hồng ngọc của thế giới thực vật. Hương vị độc đáo của nó còn làm cho cà chua trở thành món rau phổ biến trên bàn ăn của người dân. Tuy nhiên, dù cà chua có lợi cho cơ thể, nhưng nếu ăn quá nhiều cũng sẽ gây hại cho sức khỏe. 2. Cà chua tuy tốt nhưng ăn nhiều có hại. Dù cà chua có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng ăn quá nhiều sẽ gây tác động xấu. Ăn nhiều cà chua khi đói có thể gây khó chịu bụng, vì cà chua chứa nhiều chất pectin và tannin, khi kết hợp với axit dạ dày sẽ tạo thành khối sỏi khó tiêu hóa. Đối với người mắc bệnh về dạ dày và ruột, ăn quá nhiều cà chua có thể làm tình trạng bệnh nặng thêm. Bà Dương bị khó chịu dạ dày khi ngủ trưa là do ăn quá nhiều cà chua. Hệ tiêu hóa của người già yếu hơn, nên bác sĩ khuyên sau 60 tuổi nên giảm lượng cà chua tiêu thụ. Nếu mắc bệnh cao huyết áp, ăn nhiều cà chua có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Ăn cà chua vừa phải mỗi ngày có thể giúp giảm huyết áp, nhưng ăn quá nhiều có thể làm huyết áp tăng. Điều này liên quan đến chất solanin trong cà chua. Solanin nếu ăn nhiều sẽ làm mạch máu co lại, gây tăng huyết áp. Người mắc bệnh thận cũng nên hạn chế ăn cà chua.
Cà chua chứa nhiều kali, kali trong cơ thể chủ yếu được thải qua thận. Nếu chức năng thận kém, ăn nhiều cà chua sẽ gây tăng kali máu, gây rối loạn nhịp tim, thậm chí là ngừng tim, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe. Cà chua chưa chín chứa chất solanin, ăn vào sẽ gây ngộ độc solanin, gây đau bụng, ù tai, chóng mặt, buồn nôn và nôn mửa, nghiêm trọng có thể gây khó thở, thậm chí tử vong. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, mỗi ngày chỉ nên ăn không quá 200 gram cà chua. Nếu mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường và các bệnh nền khác, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi xác định lượng tiêu thụ. Quý vị thân mến, cà chua rất ngon và giàu dinh dưỡng, nhưng đừng ăn chung với năm thứ này, kẻo ảnh hưởng không tốt sức khỏe. Cà chua rất giàu vitamin A, C, cellulo và các dưỡng chất. Ăn cà chua thường xuyên sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện làn da và bảo vệ đôi mắt của bạn. Loại quả này có thể kết hợp với nhiều thực phẩm khác nhau. Tuy nhiên, có 5 loại đừng ăn cùng cà chua vì làm giảm giá trị dinh dưỡng. Những thực phẩm không nên ăn với cà chua. 1. Gan lợn. Gan lợn là thực phẩm giàu đồng và sắt. Nó có thể làm oxy hóa vitamin C trong cà chua thành axit dehydroscorbic, làm giảm giá trị dinh dưỡng của món ăn nói chung. 2. Thực phẩm giàu tinh bột. Bạn nên hạn chế ăn cà chua cùng các thực phẩm giàu tinh bột, ví dụ như khoai lang, khoai tây. Nghiên cứu cho thấy, trong 2 loại thực phẩm này có chứa một lượng tinh bột không hề nhỏ. Khi nạp vào cơ thể, tinh bột sẽ kích thích tiết axit trong dạ dày. Cùng lúc đó, gelatin có trong cà chua cũng khiến axit dạ dày hoạt động mạnh hơn. Vì thế, nếu ăn cà chua và thực phẩm giàu tinh bột sẽ gây cảm giác khó chịu, tăng áp lực lên hệ tiêu hóa. 3. Dưa chuột. Cà chua không nên ăn cùng dưa chuột vì trong dưa chuột chứa enzyme catabolic sẽ làm phá hủy vitamin C có trong cà chua, làm giảm giá trị dinh dưỡng của món ăn. 4. Sữa chua. Axit trái cây trong cà chua có thể làm suy yếu tác dụng lợi khuẩn có trong sữa chua. Bên cạnh đó, chất này cũng đẩy nhanh quá trình lên men của axit lactic trong sữa chua, khiến mùi vị của món ăn bị ảnh hưởng. 5. Thực phẩm giàu chất béo. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên không nên kết hợp cà chua với thực phẩm giàu chất béo. Nguyên nhân là do vitamin A, C trong cà chua sẽ làm cản trở quá trình tiêu hóa chất béo, gây khó tiêu, tích mỡ. Bên cạnh đó, việc nạp quá nhiều thực phẩm giàu chất béo cũng sẽ làm tích tụ cholesterol, không tốt cho sức khỏe tim mạch và mạch máu não. Ngoài 5 thực phẩm cần lưu ý ở trên, thì cà chua có thể nấu chung với nhiều loại khác nhau để đem đến công dụng lớn với sức khỏe gồm: cà chua trứng cải thiện chất lượng protein, tăng hàm lượng dinh dưỡng. Lecithin trong trứng cũng giúp cho cơ thể dễ dàng hấp thu các dưỡng chất có lợi khác. Cà chua rau xanh giúp tăng lượng chất xơ, nhuận tràng, tốt cho hệ tiêu hóa. Cà chua tỏi giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng. Cà chua có thể nấu được nhiều món ngon mà tốt cho sức khỏe. Món canh cà chua đậu phụ rong biển dưới đây là một ví dụ. Canh cà chua đậu phụ rong biển. Nguyên liệu: cà chua, 1 quả, rong biển, dầu mè, đậu phụ, hành lá, gừng, muối. Cách nấu canh cà chua đậu phụ rong biển. 1. Cà chua rửa sạch rồi đem chần trong nước sôi khoảng 1 phút thì vớt ra, bóc vỏ và bổ muối cao. 2. Rong biển ngâm nước cho mềm, thái nhỏ, đậu phụ cắt miếng, hành lá và gừng thái nhỏ. 3. Đun nóng dầu ăn, cho cà chua bổ muối cao vào xào chín mềm, thì thêm 1 bát nước vào, đậy nắp dung, đun với ngọn lửa lớn. 4. Nước canh sôi, cho đậu phụ cùng rong biển vào,
5. Nêm nếm thêm một thìa nước tương, hành lá, gừng băm nhỏ, muối, dầu mè, cho canh vừa ăn là được. 6. Khi canh sôi lại, tắt bếp rồi múc canh ra bát là có thể thưởng thức. Canh cà chua đậu phụ rong biển vừa dễ nấu mà hương vị lại thơm ngon. Canh ngọt, thanh mát không bị ngấy, đậu phụ và rong biển mềm thơm, cà chua có vị chua thanh dịu, rất hợp với thời tiết mùa hè. Một số lưu ý khi nấu canh cà chua. 1. Nên chọn những quả cà chua chín đỏ, vỏ căng mọng, hương vị sẽ thơm ngon hơn. Tránh mua cà chua chín ương, vỏ còn xanh dễ gây tình trạng ngộ độc. 2. Vỏ cà chua hơi dai hơn so với bình thường, vì thế để món canh đạt được hương vị như ý, bạn nên chần sơ qua nước sôi rồi bóc bỏ phần vỏ mỏng này. 3. Khi nấu canh này, tránh dùng đũa thìa đảo quá nhiều, sẽ khiến cho miếng đậu bị nát. 4. Có thể thêm trứng gà, vừa giúp món canh đẹp mắt hơn lại tăng cường chất dinh dưỡng. Quý vị thân mến, nếu ai muốn sống lâu thì 5 loại rau này nên ăn ít. Ngoài cà chua, 5 loại rau dưới đây cũng nên ăn ít khi tuổi tác tăng lên. 1 là bắp cải, dù được coi là vua của các loại rau, nhưng tính hàn của nó không tốt cho người già yếu. Ăn nhiều có thể gây thiếu dương khí, gây lạnh bụng. Bắp cải chứa nhiều vitamin và khoáng chất, nhưng cần ăn vừa phải, đặc biệt vào mùa đông lạnh, nên tránh ăn quá nhiều bắp cải sống và lạnh. 2 là khoai tây, được coi là bánh mì thứ hai vì chứa nhiều tinh bột, dễ chuyển thành đường trong cơ thể. Người già khả năng điều chỉnh đường huyết giảm, ăn nhiều khoai tây có thể gây biến động đường huyết, đặc biệt là người bị tiểu đường nên hạn chế ăn khoai tây để tránh biến động đường huyết. 3 là rau chân vịt, chứa nhiều chất dinh dưỡng, được coi là mô hình dinh dưỡng. Nhưng rau chân vịt chứa nhiều axit oxalic, ảnh hưởng đến việc hấp thụ canxi của cơ thể, tạo thành kết tủa oxalat canxi. Người già bị mất canxi nặng, ăn nhiều rau chân vịt có thể tăng nguy cơ loãng xương. Do đó, trước khi ăn nên chần qua nước sôi để giảm lượng axit oxalic. 4 là cà tím, được sử dụng rộng rãi trong nấu ăn, với hương vị đặc biệt và nhiều cách chế biến làm nó được yêu thích. Tuy nhiên, cà tím có tính hàn, người già yếu dạ dày không nên ăn nhiều vì dễ gây tiêu hóa kém. Đặc biệt vào mùa hè, ăn nhiều cà tím có thể tăng lạnh trong cơ thể, gây đau khớp. 5 là cà rốt, nổi tiếng vì chứa nhiều carotene, chất này chuyển hóa thành vitamin A, tốt cho mắt. Tuy nhiên, ăn quá nhiều carotene có thể gây vàng da, thậm chí gây bệnh carotene máu và tăng mức carotene trong máu, làm da vàng. Người già chức năng cơ thể suy giảm, ăn nhiều cà rốt có thể làm tình trạng này nghiêm trọng hơn. Vậy để sống khỏe sống thọ, cả đời không bệnh tật, thì người già cần chú ý gì trong ăn uống? Chế độ ăn của người già nên được chia thành 5 nhóm: ngũ cốc, thực phẩm động vật, đậu, sữa, rau quả và dầu mỡ. Để đảm bảo sức khỏe, cần đảm bảo mỗi ngày ăn đủ 12 loại thực phẩm, chú ý kết hợp đủ thịt và rau để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, bổ sung đủ chất cần thiết. Ngoài ra, người già nên ăn ít một, nhiều bữa. Khi tuổi tác tăng lên, khả năng nhai và tiêu hóa giảm, nên mỗi ngày chia thức ăn thành 4 bữa, giảm lượng ăn mỗi bữa, đảm bảo đủ dinh dưỡng mà không gây gánh nặng cho dạ dày, dễ tiêu hóa hơn. Người già cũng nên ăn nhạt, vì tuổi tác tăng, vì giác giảm, nhiều người già tăng lượng gia vị, điều này gây gánh nặng cho tim mạch. Nên hạn chế muối dưới 6 gram mỗi ngày, dầu dưới 25 gram. Ngoài ra, tập thể dục đều đặn rất quan trọng, cùng với chế độ ăn uống, tăng cường vận động giúp kiểm soát cân nặng, tăng cơ bắp, quan trọng cho sức khỏe và tuổi thọ của người già. Tóm lại, dù cà chua cung cấp nhiều dưỡng chất, nhưng ăn quá nhiều sẽ kích thích dạ dày,
gây buồn nôn, axit dạ dày. Ngoài ra, cần giảm ăn rau giàu chất xơ và đường để tránh hại sức khỏe. Để sống lâu, chú ý chế độ ăn uống, đảm bảo đa dạng thực phẩm, bổ sung đủ dinh dưỡng. Cùng với ăn uống lành mạnh, cần giữ thái độ tích cực, thói quen sống lành mạnh và tập thể dục. Hy vọng mỗi người già đều có thể có tuổi già khỏe mạnh và hạnh phúc. Dân, mỗi con người gồm hai phần, thân và tâm, đều cần phải thực hành dưỡng sinh hàng ngày. Thật sai lầm khi muốn sống lâu mà lại chỉ dưỡng thân rồi bỏ quên tâm bên trong. Bạn nên nhớ tâm là phần âm, mà không có âm tâm mạnh thì dương thân cũng bệnh tật. Ở trên là chúng ta đã dưỡng thân, tiếp theo cần tu dưỡng tâm. Trong phần dưỡng tâm hôm nay, mời quý vị cùng đến với chủ đề: khi con cái không tôn trọng, thậm chí phớt lờ mình, thì bạn phải làm sao? Nếu không giải quyết được vấn đề này, thì ăn ngon bao nhiêu cũng khó sống thọ. Xin thưa, khi con cái không tôn trọng bạn, không để ý đến bạn, không phải là tức giận, không phải là giảng đạo lý, mà có một tuyệt chiêu này, chắc chắn sẽ hiệu quả. Trong gia đình hiện đại, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thường đối mặt với nhiều thách thức. Đặc biệt là khi về già, khi con cái trưởng thành và độc lập, cha mẹ thường cảm thấy bối rối và mất mát. Đặc biệt khi con cái biểu hiện không tôn trọng hoặc xa lánh, cảm giác này càng trở nên mãnh liệt hơn. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là một cuộc chia ly dần dần, vừa đi vừa quý trọng. Trong cuốn sách Người Trong Suốt, có câu nói thế này: con cái càng độc lập, cha mẹ càng cô đơn. Dù vậy, cha mẹ vẫn học cách hiểu chuyện, luôn nói với bạn rằng: tôi ổn, không sao đâu, bạn cứ bận rộn đi. Thời gian trôi qua, con cái dần trưởng thành, khoảng cách giữa chúng ta cũng ngày càng xa, đôi khi còn tỏ ra xa lạ. Đối mặt với sự thay đổi này, chúng ta có thể sẽ cảm thấy mất mát, hoang mang, thậm chí là không hài lòng. Nhưng đừng bao giờ tức giận, đừng giảng đạo lý, hãy nhớ 6 từ này là đủ để giải quyết nhiều mâu thuẫn. Một là không tức giận, giữ vững cảm xúc, cười mà bỏ qua. Trong một chương trình truyền hình, một nhân vật chính là Dương Kính Trạch để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Dương Kính Trạch sinh ra trong một gia đình giàu có ở Cát Lâm, từ nhỏ được nuôi dưỡng trong sự xa hoa, cha mẹ vì bận rộn ít khi quan tâm đến việc học và giáo dục của anh. Trốn học, gây sự, đánh nhau trở thành thói quen hàng ngày. Anh không biết tôn trọng người khác, cũng không tôn trọng cha mẹ. Khi tham gia chương trình, ngày đầu tiên đến nông thôn, khi nhân viên thu giữ hành lý, anh ấy mất kiểm soát cảm xúc, thậm chí còn đánh người. Đến nhà ông bà ở nông thôn, anh ấy vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, bà ở làng tốt bụng nấu cơm cho anh. Nhưng anh lại lớn tiếng nói rằng: tôi, Dương Kính Trạch, dù có chết đói, nhảy từ đây xuống cũng không ăn gì của các người. Đối mặt với sự không tôn trọng của đứa trẻ thành phố, ông bà nông thôn không tức giận mà mỉm cười đối mặt và nấu lại bữa ăn ngon lành cho anh ấy. Sau đó, bà ở nông thôn đi 3 tiếng đường núi với khuôn mặt đầy yêu thương quan tâm đến Dương Kính Trạch và nhắc nhở anh học hành chăm chỉ. Sau hơn 1 tháng trải nghiệm cuộc sống, tình yêu âm thầm của ông bà đã chạm đến trái tim anh ấy, anh trở nên không còn kiêu ngạo nữa. Khi trở về thành phố, anh cũng trở nên hiểu chuyện, chủ động làm hòa với cha mẹ ít khi ở bên cạnh. Sau này, Dương Kính Trạch vẫn giữ liên lạc với gia đình nông thôn, xây nhà vệ sinh mới cho ông bà, tặng quà mỗi dịp lễ Tết. Khi con cái không tôn trọng bạn, không để ý đến bạn, điều đầu tiên cần làm là giữ vững cảm xúc, vì tức giận không giải quyết được vấn đề, còn làm tổn thương tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Còn tình yêu và sự quan tâm là cách tốt nhất để hóa giải tâm lý phản kháng của trẻ. Nhớ lại lần chia sẻ của người dẫn chương trình Đổng Vũ Huy về trải nghiệm trước đây khi dạy học, trong một tiết học vừa bắt đầu.
Học sinh trong lớp liên tục gây ồn ào. Một cô gái ở hàng đầu tiên cứ đập sách tạo tiếng ồn, lát sau lại ho lớn. Đổng Vũ Huy nói, lúc đó anh biết cách đơn giản nhất là quát lớn, rồi đuổi ra ngoài, nhưng anh chọn cách hiểu học sinh với lòng tốt lớn nhất. Anh pha thuốc, đưa cho cô gái, nhắc cô chăm sóc sức khỏe. Sau đó, suốt phần còn lại của tiết học, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Napoleon từng nói, người có thể kiểm soát cảm xúc của mình tốt, còn vĩ đại hơn một vị tướng chiếm được thành quách. Người giữ vững cảm xúc, không chỉ giảm ma sát và mâu thuẫn với con cái, mà còn giải quyết vấn đề tốt hơn. Nếu muốn con cái tôn trọng mình, hiếu thảo với mình, thì hãy học cách kiểm soát tính khí của mình trước, không bao giờ làm nô lệ cho cảm xúc. Trong cuộc sống đầy rẫy phiền nhiễu, không phải giọng nói lớn đồng nghĩa với việc nắm giữ chân lý, đôi khi lựa chọn im lặng lại là câu trả lời mạnh mẽ nhất. Giữ yên bình cho gia đình, để đúng sai cho thời gian quyết định, gia đình hòa thuận, mọi việc mới dần suôn sẻ. Hai là không tranh cãi, giấu lời phản đối, lùi một bước tiến hai bước. Franklin từng nói, tranh cãi là trò chơi của con người. Tuy nhiên, đó là một trò chơi kỳ lạ, không bên nào từng thắng. Quá nhiều người, khi đối mặt với người ngoài thì tỏ ra tốt tính, nhưng lại thiếu kiên nhẫn với người thân. Đặc biệt là giữa cha mẹ và con cái, rất dễ không kiểm soát được tính khí, dẫn đến cãi giả. Hàng xóm nhà ông Lưu thường phàn nàn về thái độ ngày càng lạnh nhạt của con gái, nói được vài câu liền cãi nhau. Thực ra, vì con gái chia sẻ cuộc sống hàng ngày với ông luôn ngắt lời, bảo đừng mãi lo chơi bời, lớn rồi mà chưa tìm đối tượng. Ông luôn không dám ngẩng mặt trước họ hàng, con gái phàn nàn muốn đổi việc, lại bị ông chất vấn sao công việc nào cũng không lâu dài, tuổi trẻ phải nhẫn nại chịu khó chứ. Ông Lưu hứng thú học chỉnh sửa video, con gái dạy vài lần không kiên nhẫn nữa, ông Lưu càng phàn nàn rằng, mày học nhiều thế, giờ cánh cứng rồi, việc đơn giản thế cũng không muốn dạy tao. Mỗi lần giao tiếp cuối cùng đều biến thành cuộc cãi giả nảy lửa, không vui mà chia tay. Dần dần, con gái trở nên im lặng, đối mặt với ông Lưu thì đóng kín tâm hồn. Một số cha mẹ quá nghiêm khắc với con cái, không cho phép mắc lỗi, thậm chí không cho phép chúng tự quyết định. Khi con cái thể hiện sự phản kháng, họ thường chọn cách phản đối quyết liệt hơn, chỉ làm mâu thuẫn giữa hai bên thêm sâu sắc. Là cha mẹ, khi con cái không tôn trọng bạn, không để ý đến bạn, hãy giữ thái độ khách quan. Nếu mình sai, hãy chủ động nhận lỗi, làm gương cho con cái. Nếu con cái sai, cũng đừng dùng quyền uy áp chế, kích thích tâm lý phản kháng của chúng, giấu lời phản đối, giữ im lặng mới có thể dẫn dắt con cái tự suy nghĩ. Nhà văn Pháp Maurois từng nói, cho rằng hai người có cùng suy nghĩ, cùng đánh giá, cùng mong muốn là ý nghĩ ngớ ngẩn nhất. Điều này là không thể, cũng không nên có. Nhiều khi, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái không phải là ai đúng ai sai. Mỗi thế hệ có thói quen sống khác nhau, cũng gánh vác trách nhiệm khác nhau. Những khác biệt này thường là nguồn gốc của khoảng cách thế hệ, khiến hai thế hệ khó đạt được sự đồng thuận về quan điểm. Người trẻ có thể vì thiếu kinh nghiệm mà bỏ qua lời khuyên của cha mẹ, tỏ ra không chín chắn. Người già cũng có thể vì tuổi tác mà trở nên cố chấp và nói nhiều. Lúc này, điều chúng ta có thể làm là thêm một chút bao dung và hiểu biết, kiềm chế đối mặt với phản đối của con cái, duy trì khoảng cách thoải mái nhất với con cái. Như trong cuốn sách Sự Thức Tỉnh của Cha Mẹ nói, chúng ta nên dần trở thành người cha mẹ đáp ứng nhu cầu của con cái. Con cái trưởng thành, chúng ta già đi, nên hiểu cuộc sống không dễ dàng của con cái, cố gắng chấp nhận cảm xúc tiêu cực của chúng. Thay vì tự giam mình trong những chuyện vụn vặt với con cái, hãy chuyển trọng tâm sang tận hưởng quãng đời còn lại. Chăm sóc tốt cảm xúc và sức khỏe của mình
để lại lối thoát cho cuộc sống tuổi già của mình là điều có giá trị nhất lúc này. Ba là không dễ dàng giữ miệng kín, đóng cửa sống với nhau. Schopenhauer viết trong cuốn Trí tuệ cuộc đời rằng chúng ta phải coi chuyện riêng tư của mình là bí mật, bất cứ điều gì bạn bè thân thiết của chúng ta không thể nhìn thấy tận mắt, chúng ta không nên cho họ biết. Trong nhà ai cũng có chuyện riêng, người khác nghe được thường không đồng cảm, ngược lại có thể bí mật coi đó là chuyện cười. Truyền đến tai con cái càng làm tăng mâu thuẫn gia đình. Vào thời kỳ Quang Tự nhà Thanh, ở Đông Hương, Thông Châu có một gia đình sống bằng nghề thuê ruộng. Người phụ nữ nông dân có hai con trai và ba con gái. Ba cô con gái đã lấy chồng, hai con trai vẫn chưa lập gia đình. Người phụ nữ nông dân này từ nhỏ chưa từng học hành, ngày thường thích trò chuyện với hàng xóm. Hai con trai của bà rất ngỗ nghịch, luôn cãi lời, thích đi đánh bài khắp nơi, thường không về nhà vào ban đêm. Người phụ nữ nông dân luôn than phiền với hàng xóm về nỗi bất mãn trong lòng. Chẳng bao lâu, cả làng và khu vực xung quanh đều biết về hai đứa con bất hiếu của bà. Khi hai con trai đến tuổi kết hôn, bà nông dân phải cố gắng tìm cho con một người vợ đức hạnh, nhưng không ai trong 10 dặm xung quanh muốn gả con gái cho con trai bà vì danh tiếng xấu của họ. Thực ra, hai người con trai của bà dù thích đánh bài nhưng không bao giờ lười biếng khi làm việc nặng nhọc, dù đôi khi cãi lời, nhưng khi mẹ ốm, họ cũng chăm sóc không ngừng. Tuy nhiên, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền đi ngàn dặm. Một vài lời than phiền đơn giản của người phụ nữ nông dân đã bị thổi phồng thành chuyện tai tiếng khắp nơi, không chỉ khiến bà mất mặt mà còn làm con trai bà bị hiểu lầm, hôn nhân gặp khó khăn. Một số con cái dù thể hiện thái độ chơi bời, không tôn trọng cha mẹ, nhưng trong thâm tâm, họ vẫn rất mong muốn được cha mẹ công nhận. Nếu cha mẹ luôn nhắc đến khuyết điểm của con cái trước mặt người ngoài, chỉ làm hình ảnh của con cái trong mắt người khác xấu đi, làm suy giảm lòng tự tin của chúng, thậm chí còn đẩy chúng vào tình trạng tự buông thả. Là cha mẹ, nên thể hiện sự bao dung, giải quyết mâu thuẫn gia đình trong nội bộ, tránh phê phán con cái trước mặt người ngoài. Gia đình nên hiểu biết lẫn nhau bên trong, lời lẽ cẩn thận bên ngoài. Dù mối quan hệ với con cái thế nào, cũng nên bảo vệ danh dự của con cái trước người ngoài, không để họ phán xét hay can thiệp. Gia đình là nơi trở về, cũng là nơi trú ẩn. Để gia đình hòa thuận và bình yên, nhất định phải giữ bí mật gia đình, người nhà hỗ trợ lẫn nhau, cuộc sống mới ngày càng tốt đẹp. Trong cuốn sách Cha mẹ và con cái, có viết rằng cha mẹ và con cái là một cuộc chia ly dần dần, cũng là một cuộc tu dưỡng đầy quý giá. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái vừa là quá trình trưởng thành của con cái, vừa là con đường tu luyện của cha mẹ. Trong hành trình dài của cuộc đời, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái luôn đầy đủ vị ngọt đắng chát. Khi con cái dần trở nên độc lập, cha mẹ khó tránh khỏi cảm giác cô đơn và bất lực. Tuy nhiên, đây không phải là điểm kết thúc của mâu thuẫn, mà là điểm khởi đầu của trí tuệ. Gia đình thực sự hòa hợp sẽ không tiêu tốn thời gian vào những tranh cãi và mâu thuẫn vô nghĩa. Cha mẹ thực sự khôn ngoan khi đối mặt với sự không tôn trọng và xa lánh của con cái sẽ làm được ba điều: không tức giận, không tranh cãi, không dễ dàng. Tâm lý của cha và cảm xúc của mẹ quyết định tương lai của con cái và sự thịnh vượng của gia đình. Bằng cách không tức giận, không tranh cãi, không dễ dàng, chúng ta không chỉ giữ gìn sự hòa hợp trong gia đình mà còn làm gương cho con cái về một tâm lý ổn định, lý trí và bao dung. Mong rằng trong phần đời còn lại, chúng ta có thể hiểu và bao dung nhiều hơn, trách móc và phàn nàn ít hơn, cùng nhau xây dựng một gia đình ấm áp và hạnh phúc. Tôi 65 tuổi, giúp con gái chăm cháu 10 năm, một sự cố đã cho tôi thấy rõ bộ mặt thật của con gái và con rể. Tôi tên là Hà Tú Ngọc, năm nay 65 tuổi. Trước đây,
Tôi là giáo viên tiểu học, bây giờ đã nghỉ hưu hơn 10 năm, mỗi tháng có hơn 4.800 đồng lương hưu. Chồng tôi đã rời xa tôi từ rất sớm, tôi lo lắng tái hôn sẽ không tốt cho con gái, nên luôn sống một mình. Khi con gái kết hôn, tôi muốn tìm một người bạn đời để cùng sống, nhưng con gái không ủng hộ. Còn nói, tái hôn chỉ làm bảo mẫu miễn phí cho mấy ông, chỉ có bỏ công mà không có ích lợi. Ban đầu, tôi muốn tái hôn vì có một người bạn nam rất thân, ông ấy luôn muốn cùng tôi sống chung, tôi thấy ông ấy tốt, chúng tôi hợp nhau, nên mới nghĩ đến việc thử sống cùng. Nhưng con gái không đồng ý, nên tôi từ bỏ ý định đó. Con gái nói, nếu tôi thấy quá cô đơn, thì sau này đến giúp con chăm con và con rể sẽ nuôi tôi. Vì vậy, khi con gái sinh cháu gái, tôi bắt đầu cuộc sống chăm cháu, đã kéo dài 10 năm. Cuộc sống ở nhà con gái còn mệt hơn khi tôi đi làm. Trước đây, tôi mỗi tuần được nghỉ 2 ngày, còn có kỳ nghỉ hè và đông, các ngày nghỉ khác cũng nhiều. Ở nhà con gái, tôi làm việc không nghỉ suốt cả năm, từ sáng đến tối, từ thứ hai đến chủ nhật, không có ngày nào được nghỉ ngơi. Nói một cách phóng đại, đôi khi tôi còn không có thời gian thở, tiền tôi cũng không thiếu đóng góp. Dù con gái và con rể mỗi tháng cho tôi 3.000 đồng sinh hoạt phí, nhưng một tháng 3.000 đồng không đủ tiêu. Chỉ riêng chi phí ăn uống đã tốn ngần ấy, còn các chi phí khác đều phải lấy tiền lương hưu của tôi ra bù đắp. Mỗi tháng tiêu hết tiền lương hưu vẫn còn là tốt, đôi khi tôi còn phải trích từ tiền dưỡng lão ra một ít. Suốt 10 năm qua, chi phí ở nhà con gái có thể mua được một căn nhà. Nhưng tiền bạc là thứ sống không mang theo, chết không mang đi. Con gái là đứa con duy nhất của tôi, sau này tôi già vẫn phải nhờ cậy nó, không cho nó tiêu thì cho ai tiêu được. Tuy nhiên, kể từ sau một vụ tai nạn xe cộ, suy nghĩ ăn sâu vào gốc rễ của tôi đã thay đổi. Tháng 4 năm nay, khi tôi đang đi xe đạp điện đi chợ thì gặp tai nạn, tôi vì choáng váng mà đâm vào ô tô của người khác. Đối phương rất tốt, đã đưa tôi đến bệnh viện ngay lập tức. Trên đường đi, tôi liên lạc với con gái và con rể. Vừa đến bệnh viện không lâu, con gái và con rể đã đến. Ban đầu, tôi còn hơi an tâm, nghĩ rằng con gái và con rể quan tâm đến tôi. Nhưng khi con gái và con rể vừa mở miệng, họ nói những điều không phải tôi muốn nghe. Mẹ, ai đâm vào mẹ? Mẹ có nhìn rõ biển số xe không? Nhất định phải bắt đối phương bồi thường. Con rể trông rất muốn đối phương phải bồi thường nặng nề. Tôi mệt mỏi đáp rằng không phải người khác đâm vào tôi, là tôi bị chóng mặt nên đâm vào xe người ta. Họ không bắt tôi bồi thường tiền sửa xe, còn đưa tôi đến bệnh viện. Chúng ta phải cảm ơn họ. Tôi bị gãy xương chân, tổn thương đến gân cốt mất 100 ngày. Trong thời gian ngắn tôi không thể tự đến nhà họ để cảm ơn, nhưng tôi đã lưu lại số điện thoại của họ. Hai con hãy dành chút thời gian mua ít đồ, chuẩn bị phong bì đến cảm ơn họ. Con gái và con rể nghe tôi nói vậy thì im lặng, không nói thêm gì. Một lát sau, điện thoại của con rể reo, anh ta cũng lấy cớ có việc công ty rồi rời đi. Lần này bị gãy xương, tôi nằm viện hơn nửa tháng. Con rể chỉ đến thăm một lần vào ngày đầu tiên, những ngày khác không đến thăm tôi. Anh ta nói bận công ty không có thời gian rảnh. Con gái cũng chẳng khá hơn, tôi không nói để con xin nghỉ đến chăm sóc tôi. Ngay cả cuối tuần con cũng lười đến thăm tôi, mỗi ngày chỉ gọi điện hỏi thăm một chút. Trong thời gian tôi nằm viện, số lần con gái đến thăm tôi đếm trên đầu ngón tay. Nhà con gái cách bệnh viện không xa, chỉ 3 km, một chị cùng phòng bệnh cứ nghĩ tôi không con không cháu. Mỗi lần con gái chị ấy mang đồ ăn đến, chị ấy đều chia cho tôi một ít, tôi cũng không mặt mũi nào giải thích. Tôi rõ ràng có con gái, nhưng còn không bằng không có. Khi chuẩn bị xuất viện, tôi gọi điện cho con gái và con rể, bảo họ đưa tiền viện phí cho tôi. Tôi nằm viện lâu thế,
tốn hơn 30.000 đồng, được bảo hiểm chi trả một phần, nhưng vẫn phải tự trả hơn 10.000 đồng. Tôi bảo con gái và con rể đưa tiền, thực ra cũng là muốn thử xem phản ứng của họ thế nào, nhưng không ngạc nhiên, phản ứng của họ làm tôi thất vọng. Con rể nói, mẹ, con cũng muốn thể hiện lòng hiếu thảo, nhưng hai vợ chồng con lương không cao, chi tiêu nhiều, thẻ ngân hàng trống trơn, không để dành được tiền, chúng con thật lòng bất đắc dĩ. Con rể lương tháng 7.000, con gái cũng có hơn 5.000, mỗi tháng chỉ cho tôi 3.000 đồng, chắc chắn là còn dư tiền, họ chỉ không muốn đưa tiền cho tôi thôi. Tôi biết rõ điều đó. Tôi hỏi con gái, bao nhiêu năm nay tôi đối xử với con hết lòng, chỉ cần con không muốn, tôi không bao giờ làm, con cần gì, tôi luôn thỏa mãn ngay. Tôi tự nhận mình là một người mẹ tốt, không thiếu sót gì với con cũng biết rõ, suốt 10 năm qua, tôi không ít tiền tiêu cho các con. Bây giờ tôi không có tiền trả viện phí, lẽ nào con là con gái của tôi không nên trả số tiền này sao? Tôi đã nói rõ ràng như vậy, nhưng con gái vẫn không có ý định đưa tiền, ngược lại còn bảo tôi phải thông cảm cho con, đừng ép con đưa tiền. Lúc đó, tôi thực sự mất hy vọng vào con gái. Thực ra, sống cùng con gái những năm qua, tôi đã nhận ra rằng con không phải là người đáng tin cậy. Con rất thích sự chăm sóc của tôi, nhưng chưa từng nghĩ cho tôi, chỉ biết đòi hỏi từ tôi, không hề thương xót tôi. Nhưng vì con gái duy nhất, tôi vẫn hy vọng lớn vào con. Dù con có tệ đến đâu, tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ. Có lẽ đó là tình yêu của mẹ. Dù con có tệ đến đâu, chúng ta cũng không nỡ bỏ rơi. Nhưng qua lần này, tôi thực sự hiểu ra, con gái không phải là người đáng để dựa vào. Tôi là mẹ sinh dưỡng con, nhưng trong mắt con chỉ có chồng và con. Tôi đã dành nhiều cho con, nhưng con không chịu trả hơn 10.000 viện phí, sau này có thể chăm sóc tôi sao? Không cần nghĩ, tôi biết câu trả lời không như mong muốn của mình. Ngày xuất viện, tôi không liên lạc với con gái và con rể, mà gọi cho chị gái lớn, nhờ chị đón tôi xuất viện. Chị gái mang theo hai cháu đón tôi về nhà chị, vì chân còn đau, tôi một mình cũng khó sống, tôi định thuê người giúp việc chăm sóc 2-3 tháng. Chờ chân lành rồi tính tiếp. Nhưng chị gái chủ động ở lại chăm sóc tôi, mỗi ngày thay đổi món ăn để bồi bổ cho tôi. Hai cháu trai cũng thường xuyên đến thăm tôi. Tôi rất ngưỡng mộ chị gái, hai con trai của chị rất hiếu thảo. Chị gái rõ ràng lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng nhìn trẻ hơn tôi nhiều. Tôi nghĩ có lẽ vì chị ít lo lắng nên già chậm hơn. Con gái không như mong đợi là sự thật không thể thay đổi. Điều tôi có thể làm là sống tốt cuộc sống của mình. Sau này tôi sẽ giữ tiền cho mình, không dành một đồng nào cho con gái nữa. Quý vị nghĩ sao về câu chuyện này? Bình luận ý kiến của mình bên dưới nhé. Câu chuyện này hẳn nhiều quý vị đã từng gặp. Mẹ tôi mất 3 năm rồi, bố 72 tuổi vẫn quyết tái hôn với người giúp việc 48 tuổi. Sau nửa năm quen biết, còn nói người giúp việc có tình cảm sâu đậm với mình. Vậy nên tôi mang một vật ra, nói với người giúp việc một việc. Người giúp việc kéo vali không ngoái đầu lại mà đi thẳng. Bố tôi còn nói, tôi đã phá hoại mối tình đẹp cuối đời của ông. Tôi tên là Tô Tĩnh, năm nay 52 tuổi. Đã nghỉ hưu 2 năm, con trai độc nhất của tôi vẫn đang đi học, chồng tôi vẫn tiếp tục đi làm. Tôi là con một, thời đó tôi được coi như công chúa nhỏ, bố mẹ cưng chiều tôi, mua đàn điện tử cho tôi, đăng ký lớp múa ba lê, còn gửi tôi đi học tranh quốc họa. Nói chung, trong số bạn học của tôi là số ít người con một, được các bạn gái xung quanh ghen tị. Thời gian trôi qua, hàng chục năm đã qua đi, trong những năm mẹ tôi ốm nằm viện, tôi mới thấm thía nỗi khó khăn của người con một. Bên này là bố mẹ ruột cần chăm sóc, bên kia là nhà chồng và con cái. Có lúc thực sự cảm thấy ông trời công bằng, không cho ai tất cả mọi thứ.
Khi trẻ có bao nhiêu tự do, hạnh phúc thì đến trung niên phải chịu đựng những khó khăn mà người khác từng trải qua. Mẹ ốm, để có thể yên tâm chăm sóc, tôi xin nghỉ ốm dài hạn. Bố mẹ chồng có ý kiến, nhưng chồng tôi ủng hộ. Anh ấy nói hiếu thảo phải làm sớm, tiền không kiếm hết được. Bố mẹ mất rồi, có thời gian cũng không còn ai để hiếu thảo. Sau khi mẹ qua đời, tôi muốn đón bố về sống chung để dưỡng già, nhưng bố thấy không tiện. Bố nói tôi phải chăm lo cho gia đình lớn, còn phải quan tâm đến sinh hoạt hàng ngày của bố, không bằng thuê người giúp việc. Ban đầu, tôi tìm cho bố những người giúp việc khoảng 50 tuổi, chỉ đến nhà bố nấu 3 bữa cơm, làm việc nhà. Còn tôi sau khi nghỉ hưu thường về thăm bố, phát hiện bố tự mình đổi người giúp việc. Người giúp việc trẻ tuổi này, ban đầu tôi còn tưởng hơn 30 tuổi, trò chuyện mới biết chị ta 48 tuổi đã ly hôn. Nhưng tôi nhìn chị ta không giống người nói chuyện khó khăn như vậy, cũng không giống người phụ nữ 48 tuổi. Tôi xem chứng minh nhân dân cũng thấy nghi ngờ, hỏi ai giới thiệu người giúp việc cho bố, chị ta nói là do công ty gia đình sắp xếp. Tôi hỏi là công ty nào? Chị ta ấp úng mãi cũng không nói ra. Cuối cùng bố nói là người khác giới thiệu, là họ hàng xa ở quê của ông Kỳ trong cộng đồng. Sau khi ly hôn không có thu nhập, ra ngoài làm giúp việc kiếm tiền. Tôi hỏi người giúp việc trước đây làm gì. Chị ta nói phụ nữ nông thôn có thể làm gì, chăm con và làm việc nhà. Nhìn đôi tay của chị ta còn mềm hơn tôi, làm sao có thể là phụ nữ nông thôn làm việc nặng nhọc lâu dài. Tôi từ nhà bố đi ra, mua vài thứ rồi đến nhà ông Kỳ hỏi thăm về người giúp việc này. Ông Kỳ nói ông cũng không biết cụ thể, chỉ nói là con dâu của họ hàng xa ở quê. Tôi hỏi ông Kỳ, người giúp việc thực sự 48 tuổi, thực sự luôn ở quê, ông ấy nói không dám chắc. Chưa yên ổn được mấy ngày, bố gọi điện bảo tôi về nhà, nói có chuyện muốn bàn. Bố nói ông muốn đăng ký kết hôn với người giúp việc, cho người giúp việc một gia đình ấm áp, để tuổi già của mình có chỗ dựa. Tôi nhìn người giúp việc hỏi, chị ta không cần hỏi ý kiến con cái sao? Người giúp việc nói chị ta không có con nên bị ly hôn, phải ra khỏi nhà làm giúp việc. Tôi bảo bố ra quảng trường chơi cờ với các ông, tôi có chuyện muốn nói với người giúp việc. Bố bảo tôi nói trước mặt ông, tôi bảo bố tôi không làm gì đâu, chỉ là chuyện riêng tư của phụ nữ. Người giúp việc nghi ngờ nhìn tôi, không biết tôi sẽ giở trò gì, lo lắng ngồi trên ghế sofa. Khi bố vào thang máy, tôi quay vào nhà nói với người giúp việc rằng tôi đã đến gặp ông Kỳ. Người giúp việc hỏi tôi gặp ông Kỳ làm gì, tôi nói ông Kỳ bảo chị có 3 đứa con, tại sao chị nói không có. Nhìn thấy người giúp việc lúng túng, không biết để tay chân vào đâu. Tôi nói thêm rằng, ngôi nhà này sau khi mẹ tôi qua đời đã chuyển sang tên tôi. Tôi cũng nói với người giúp việc, bố tôi chỉ có tiền lương hưu hàng tháng và 20.000 đồng tiền dự phòng, còn lại đều do tôi quản lý. Nếu chị không nói thật, tôi có thể báo công an, cũng có thể chọn cách sa thải chị. Người giúp việc lập tức đứng dậy, đưa cho tôi một tờ giấy, trên đó ghi chép chi tiết các ngày tháng. Tôi nhìn người giúp việc không nói gì, người giúp việc nói đó là những ngày chị ta chăm sóc bố tôi. Chiêu trò này tôi đã thấy trên mạng rất nhiều, tôi bảo người giúp việc kiên nhẫn chờ chút, tôi cho chị xem một điều thú vị. Tôi mở camera an ninh trong nhà, cho người giúp việc xem rõ màn trình diễn của chị ta. Người giúp việc vào phòng thu dọn đồ đạc, miệng còn không quên nói rằng đưa cho chị tiền lương tháng này. Tôi nói với người giúp việc, tháng này chị chỉ làm nửa tháng nếu muốn lấy đủ tiền lương. Chị phải chia tay bố tôi một cách đàng hoàng, bây giờ vào bếp nấu ăn, ăn xong bữa trưa, chị tự nghĩ lý do mà nói với bố tôi. Bố tôi về ăn cơm, thấy không khí giữa hai chúng tôi không ổn, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nói bố rằng, người giúp việc sẽ nói cho bố biết. Ăn xong,
tôi vào phòng nghỉ để thời gian lại cho người giúp việc và bố. Người giúp việc nói với bố rằng mẹ chị ở quê gọi điện nói đang nằm viện, nên chị phải về chăm sóc. Bố nghe xong, còn tốt bụng lấy một cọc tiền từ tủ đầu giường, đưa cho người giúp việc. Nhưng người giúp việc biết tôi chắc chắn đang xem camera, nên không nhận, nói tôi đã trả tiền lương tháng này rồi. Bố tôi tốt bụng, nhất định muốn đưa tiền, tôi cũng không tiện can thiệp, dù sao cũng chỉ là 1-2 nghìn đồng. Người giúp việc ra khỏi phòng khách gọi to, chị ơi, tôi đi đây. Tôi bước ra, nói chị đi cẩn thận, không tiễn. Bố ngồi trên ghế sofa, mặt buồn rầu. Tôi biết bố không nỡ để người giúp việc đi. Dù bố từng yêu mẹ bao nhiêu, khi già vẫn cần tình cảm. Tôi hiểu và ủng hộ bố tìm bạn đời, nhưng không phải tìm người phụ nữ có ý định lừa dối. Thực ra ông Kỳ chưa từng nói người giúp việc có 3 đứa con, tôi chỉ bịa ra để thử người giúp việc. Người lương thiện không có gì phải giấu giếm, người gian xảo mới lộ mặt thật. Hơn nữa, tôi để chị ta xem camera an ninh là để biết ai mới là kẻ đang lợi dụng ai. Phụ nữ với nhau, có những chuyện không cần nói rõ, chỉ cần hiểu ngầm, nhưng bố thì rất buồn. Tôi đang nghĩ không biết có nên nói thật với bố về người giúp việc không? Nếu không nói, bố sẽ nhớ mãi người giúp việc, nói ra sợ bố bị tổn thương tự trọng. Dù sao, tôi đã nghỉ hưu, sẽ ở nhà bên bố vài tháng rồi tính tiếp. Tôi gọi điện cho chồng, kể cho anh nghe chuyện của bố và bảo anh nói chuyện với bố mẹ chồng, cũng cảm ơn chồng vì đã vất vả. Dù sao những lời dễ nghe nói nhiều cũng không phải chịu trách nhiệm, chỉ cần mọi người vui vẻ là được. Nếu gặp trường hợp như của bố tôi, nhất định phải suy nghĩ đến tâm trạng và tự trọng của người già, đừng vì tức giận mà làm tổn thương người thân yêu nhất. Quý vị nghĩ sao về câu chuyện này? Bình luận ý kiến của mình bên dưới nhé. Những ai chưa đăng ký đừng quên nhấn nút đăng ký để chúng ta có thể đồng hành cùng dưỡng thân tâm mỗi ngày. Cảm ơn đã dành thời gian đón xem Bờ Tỉnh Thức mỗi ngày. Hẹn gặp lại.